Thưa quý vị, cuộc họp bàn về việc thực hiện chương trình quảng bá du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên kênh truyền hình CNN của Mỹ giai đoạn 2020-2025 được Sở Thông tin Truyền thông chủ trì sáng nay 14 tháng 7. Theo Sở Du lịch, chương trình này là rất cần thiết để đẩy mạnh truyền thông quảng bá về tiềm năng du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến du khách trên thế giới, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Cuộc họp có sự tham gia của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng các sở ngành liên quan. Chương trình quảng bá du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên kênh truyền hình CNN giai đoạn 2020-2025 do Sở Du lịch chủ trì xây dựng hướng tới mục tiêu, thông tin, hình ảnh, ưu thế du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lan tỏa nhanh và sâu rộng đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc quảng bá thông qua các sự kiện văn hóa, lễ hội, ẩm thực, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đặc trưng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại cuộc họp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng với các sở ngành đều thống nhất mục tiêu, giải pháp, đối tác thực hiện chương trình quảng bá du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị trong dự thảo kế hoạch cần làm rõ hơn thế mạnh của du lịch Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay, cần phân tích được nhu cầu của từng đối tượng, khu vực để quảng bá phù hợp, cần làm rõ về bản quyền sản phẩm quảng bá. Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông đề nghị Sở Du lịch căn cứ trên những ý kiến đóng góp, hoàn thiện văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.